phải như này. Cười thì lại ha. Thắng được chưa? Thắng. Mày ra tao nhắn mà. Một con game một xem. Thắng. Ừ, cho nó một đánh thắng. Đẹp thế à, rồi. Chấp kèo tháng á. Hello. Và chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Ngày hôm nay là một kèo đêm. Bất thình lình giật mình các cầu thủ bắt đầu thống nhất với nhau và mang nhau ra củ hành. Màn hình các bạn đang theo dõi màn hình máy của cầu thủ BB, người cầm Mitty. Vâng, Park là người cầm Bia. Hồng Anh người cầm Binoan phía trong. Và cuối cùng là cầu thủ No. 1 người cầm Phonesia. Phía bên kia thì có Viên Lớp, có Vô Thường, có KZ và có Mèo Mèo. Còn bên này thì có ai thì các bạn cũng đã theo dõi trên màn hình cũng đã thấy rồi. Đây là No. 1, đây là Minwan của Hồng Anh, đây là Park cầm Yamato. Và cuối cùng BB cầm Hitty, một mình ở trên góc 12 giờ. Vâng, trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta có lẽ nên xem màn hình máy của ai bây giờ đây. Phô đánh chém hay là Hồng Anh sẽ là người đánh chém đây, chúng ta cùng chờ xem. Bán cầu phụ đến từ game thủ Hồng Anh, tham lai là 21. Vâng, có một con xe giò đẩy ngay vào góc 3 giờ. Không biết có ai kẹp trong đấy hay không. Kẹp bắt phát chết luôn thì thắng luôn. Vâng, bên kia được được phép chọn một pan. Vâng, ai chọn cũng được. Dường như Mèo là người cầm pan thì phải, dường như là như vậy. Vâng, như vậy về lớp thì sai rồi, 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Vâng, 1-0 dành cho No. 1 BB, Hồng Anh và game thủ Park. Rất nhanh chóng trận đấu đầu tiên. Các cái lô nhà đánh tại nhà.